Với những ai am hiểu về xe hơi thì cái tên Volkswagen có lẽ đã không còn xa lạ. Tuy nhiên có một sự thật thú vị là ông trùm ô tô đang sở hữu hàng loạt những thương hiệu xe đình đám này lại ra đời từ ý tưởng điên rồ của một nhân vật cũng đình đám nhất nhì trong lịch sử thế giới, đó là trùm phát xít Adolf Hitler. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lịch sử Volkswagen, ông trùm xe hơi nước Đức ra đời từ ý tưởng của Hitler. Adolf Hitler và ý tưởng chiếc xe của nhân dân. Khi nhắc đến Adolf Hitler, nhiều người nghĩ ngay đó là một kẻ độc tài, một tên trùm phát xít sừng sỏ, đứng đầu nhà nước Đức Quốc xã ở thế kỷ trước. Tuy nhiên ít ai ngờ rằng ông ta cũng là người đặt nền móng cho sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô ở Đức. Sau khi trở thành người lãnh đạo nước Đức, nhằm tạo dựng sự ủng hộ của đông đảo dân chúng, Hitler đã tuyên bố hùng hồn trước toàn thể nhân dân rằng ông ta sẽ làm cho tất cả mọi gia đình Đức đều có ô tô để đi lại bằng việc bỏ ra một số tiền rất nhỏ. Ngay sau đó, trùm phát xít đã triệu tập gấp kỹ sư ô tô tài ba Ferdinand Porsche đến khách sạn Kaiserhof tại Berlin. Thời điểm này, Porsche đã thành danh và từng phụ trách thiết kế cho Daimler-Benz Auto Union, tiền thân của Audi. Hitler đề nghị ông lập tức sản xuất ngay một mẫu xe mới, phát triển nó với sứ mạng chiếc xe cho dân chúng. Đặc biệt chiếc xe phải đáp ứng đầy đủ những yêu cầu nhà độc tài này đề ra. Tất nhiên, những yêu cầu đó không hề dễ nuốt chút nào. Theo như ý tưởng của Hitler, chiếc xe phải nhỏ gọn, có động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và quan trọng nhất là phải phù hợp với túi tiền của mọi người dân nước Đức thời bấy giờ. Điều đó đồng nghĩa với việc giá bán ra thị trường của chiếc xe phải dưới 1.000 mark Đức. Tuy nhiên, ai cũng hiểu mức giá quá bèo bọt này không thể bù lại những chi phí đã làm ra một chiếc xe hơi thứ thiệt với những tiêu chí trên trời. Dù là một nhà thiết kế, một kỹ sư ô tô tài ba, nhưng Porsche thực sự đã bị choáng trước ý tưởng được cho là điên khùng của Hitler, một con người giàu trí tưởng tượng nhưng lại không có chút hiểu biết gì về xe cộ. Tuy nhiên đó là mệnh lệnh và ông phải chấp hành, thực hiện nó theo đúng yêu cầu nếu không muốn gặp rắc rối. Porsche sau đó đã đưa ra bản thiết kế mang tên là KTF Wagen và nickname là Beetle, con bọ, đã xuất hiện trên tờ New York Times. Ngày 22 tháng 6 năm 1934, chương trình xe của nhân dân được khởi động với tất cả sự hoài nghi về tính khả thi của dự án. Hitler đã cho xây dựng một nhà máy chế tạo ô tô quy mô lớn, dây chuyền sản xuất tiên tiến thời bấy giờ. Ông ta cũng là người đã đặt cái tên Volkswagen. Trong tiếng Đức, Volkswagen có nghĩa là xe của dân. Chiêu bài con bọ của trùm phát xít. Thực tế, một người thiên về công nghệ như là Porsche sẽ khó đoán ra sự thật rằng Hitler đã lên kế hoạch dùng Volkswagen như một con bài chính trị từ trước nhằm tranh thủ sự hậu thuẫn của người dân Đức. Đồng minh với Hitler, nhà độc tài Mussolini đã từng làm cho những chiếc tàu hỏa Italy chạy đúng giờ, và bây giờ Hitler muốn cho dân Đức nhà nhà có xe hơi. Gần một năm sau, nhân dịp khai mạc triển lãm ô tô quốc tế Berlin, Hitler với bài phát biểu hùng hồn đã đưa ra lời hứa với người dân Đức về chiếc xe hơi rẻ và nhỏ nhắn. Đến đây, Porsche đã hiểu rõ nụ cười bí hiểm khi Hitler gặp ông ở khách sạn. Ngay lập tức, Porsche nhận lệnh phải cho ra 3 mẫu thiết kế ban đầu trong vòng 10 tháng, trong khi Hitler huy động các thành viên của Hiệp hội Sản xuất ô tô Đức, GEMS, và yêu cầu toàn bộ nền công nghiệp hợp lực để chế tạo ra chiếc xe. Dù nhận được sự trợ giúp đắc lực, nhưng Porsche vẫn lo ngại khi giá của chiếc xe không được cao hơn 1.000 mark. Ngay cả chiếc xe sản xuất đại trà nhất thế giới Model T của Ford cũng mất Đức 2.600 mark. Nhưng ở thời điểm đó, không ai dám nói không thể với nhà độc tài này và công việc vẫn phải được tiến hành. Trong thâm tâm của Porsche, ông vẫn cho rằng mẫu xe đó là sản phẩm tưởng tượng nhất thời của Hitler. Đúng như tính toán của Porsche, khi đưa vào dây chuyền sản xuất hàng loạt, dự án con bò đã bị lỗ nặng đến 1.080 mark Đức cho mỗi chiếc xe ra lò. Điều này khiến cho ông hết sức đau đầu, sức ép ngày càng đè nặng lên vai khi mà Porsche bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nhưng kẻ lọc lõi như Hitler không và chưa bao giờ coi đó là ý tưởng bất chợt. Trong hàng loạt bài diễn văn sau đó, ông ta tiếp tục hứa với dân chúng về một chiếc Volkswagen. Porsche bị đưa vào thế trên búa dưới đe, ông không thể từ chối Hitler, còn các nhà sản xuất thì cứ đưa ra mọi kế hoãn binh. Cuối cùng thì Porsche và đội sản xuất của ông được gửi tới Mỹ để học hỏi phương thức làm thế nào mà Porsche sản xuất Model T trẻ đến thế. Thật bất ngờ, các nhà sản xuất của Mỹ không mặn mà với dự án đó, thậm chí Henry Ford còn mỉa mai. Bất cứ ai sản xuất một chiếc xe rẻ hơn những gì mà Ford đã làm thì cứ việc bắt tôi đi. Tuy nhiên, có một chi tiết quan trọng mà Hitler dù thúc giục Porsche, nhưng ông ta không hề quan tâm tới thời điểm chiếc xe sẽ được sản xuất. Ông ta chỉ coi Volkswagen là vật thí mạng,
kho bãi chính trị và vì vậy cùng thời điểm nhà máy được xây dựng, Hitler đã thôn tính sau nhiều nước. Suýt giải thể vì tham gia chiến tranh. Trong Thế chiến thứ hai, nhà máy của Volkswagen chủ yếu được sử dụng để sản xuất xe quân sự, phục vụ cho chiến tranh. Đến năm 1943, có hơn 12.000 tù nhân chiến tranh làm việc tại nhà máy. Hầu hết trong số họ đang sửa chữa máy bay và chế tạo vũ khí quân sự để ném bom nước Anh. Đây chính là thời kỳ đen tối nhất của Volkswagen. Nó gắn liền với những tội ác mà Adolf Hitler đã mang đến. Tháng 8 năm 1945, theo các điều khoản của thỏa thuận Potsdam giữa Liên Xô, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, nhà máy này phải tháo dỡ vì nó đã được sử dụng để chế tạo vũ khí quân sự. Nhưng thiếu tá Ivan Hirst khi ấy đã thuyết phục các quan chức bằng cách sơn một màu xanh lá cây lên chiếc xe Volkswagen Beetle. Ông đã cho thấy tiềm năng của hãng xe này. Một năm sau, quân đội Anh đã gửi 20.000 đơn đặt hàng, yêu cầu nhà máy sản xuất thêm xem như phí bồi thường. Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc ngày 17 tháng 7 năm 1946, Volkswagen đưa con bọ đầu tiên đến đại lý Gottfried Schultz Essen, nước Đức. Đó là mẫu xe Pido dân dụng đầu tiên bán cho quần chúng sau 13 năm, kể từ ngày Hitler hứa hẹn. Đến năm 1948, khi được giao quyền kiểm soát và vận hành nhà máy từ quân đội Anh, chính phủ Tây Đức đã điều hành Volkswagen. Những người Đức đã có màn tra mắt và ghi điểm tuyệt đối lúc bấy giờ. Cùng lúc đó, chiếc xe thể thao mang tên Karmann Ghia được trình làng. Khi con bò tung hoành châu Âu. Vào những năm 1950, Pido đã tạo nên cơn sốt trên toàn thế giới nhờ thiết kế nhỏ gọn, thích hợp với điều kiện kinh tế sau chiến tranh. Từ một con bài của Hitler, nó bỗng trở thành sản phẩm thân thuộc hàng ngày của người dân châu Âu với giá khoảng 1.200 USD vào lúc đó. 6 năm sau đó, Mỹ nhảy vào đầu tư, biến Volkswagen thành một tập đoàn lớn để chuẩn hóa các quy trình dịch vụ và bán hàng tại Hoa Kỳ. Đây được xem là một bước khởi đầu và phát triển của Volkswagen sau 10 năm kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai xảy ra. Riêng năm 1958, hãng đã bán ra tới 450.000 chiếc xe trên toàn thế giới. Với các chiến dịch quảng cáo độc đáo và thú vị, Thingsmon, Goodall, Dent, Birnbach, doanh số của Volkswagen vốn đã cao, nay lại tăng cao thêm nữa. Để tiếp tục đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, Volkswagen bắt tay hợp tác với Disney sản xuất bộ phim Herbie Loves the Bug về chiếc xe Herbie thông minh cùng tay đua nữ mà kỳ cá tính. Herbie thật ra là chiếc Volkswagen Beetle sản xuất năm 1963, được xem là niềm khao khát lớn của những người phụ nữ lúc bấy giờ. Tuy nhiên, vào những năm 70, khi những mẫu xe con bò không còn có sức hấp dẫn đối với người tiêu dùng nữa, Volkswagen có nguy cơ rơi vào thời kỳ suy thoái. Điều này đòi hỏi hãng phải có một hướng đi mới để có thể tồn tại và phát triển. Những năm 80 có thể nói là thời kỳ đen tối mà Volkswagen không muốn nhắc đến. Hàng loạt các nhà máy sản xuất đóng cửa và doanh số bán ra các mẫu xe cũng sụt giảm nghiêm trọng, khiến cho Volkswagen điêu đứng. Phải đến năm 1998, sau khi đã trải qua thời kỳ khủng hoảng lớn, Volkswagen mới bắt tay vào thay đổi thiết kế của Beetle để phù hợp với thị hiếu của khách hàng hơn. Vào những năm 2000 thì hãng đã cho ra mắt mẫu xe Volkswagen New Beetle và Zeta thế hệ thứ tư, góp phần thúc đẩy doanh số bán hàng gia tăng đáng kể ở khu vực Bắc Mỹ, tạo thành cơn sốt retro khiến giới trẻ phát cuồng. Vào ngày 30 tháng 7 năm 2003, con bò nguyên bản cuối cùng đã được sản xuất tại Mexico. Sau hơn 21 triệu chiếc bán ra thì nó ngay lập tức được chuyển về bảo tàng của Volkswagen ở Würzburg. Các bạn đang xem video trên kênh Người Thành Công, kênh mới của team Người Nổi Tiếng. Đừng quên là hãy nhấn thích và chia sẻ video để ủng hộ nhóm nhé! Cá lớn nuốt cá bé. Nếu ví thị trường ô tô thế giới là một đại dương, thì rõ ràng Volkswagen là một con cá khổng lồ, sẵn sàng nuốt chửng những chú cá khác. Những cái tên đình đám lần lượt bị Volkswagen thâu tóm có thể kể đến như là Audi, Lamborghini, Bentley, Bugatti và mới đây nhất là Porsche. Ngoài ra, Volkswagen còn nắm giữ 24% cổ phần phân khúc xe máy của hãng xe nổi tiếng Nhật Bản Suzuki. Audi vốn có tiền thân từ hãng xe và đội đua nổi tiếng Auto Union AG, thành lập năm 1932. Năm 1958, trước sự phát triển không ngừng của hãng, tập đoàn Daimler-Benz đã nhảy vào và mua lại khoảng 88% cổ phần. Tuy nhiên, đến năm 1962, Auto Union AG phải đương đầu với tình hình tài chính khó khăn mà Daimler-Benz AG nhận thấy giải pháp tốt nhất là bán cổ phần cho Volkswagen. 4 năm sau, Volkswagen toàn quyền sở hữu Auto Union AG và Audi chính thức trở thành nhãn hiệu xe sang đầu tiên của tập đoàn này.
Còn Lamborghini vốn là nhà sản xuất siêu xe của Italy, thành lập năm 1963 với những dòng xe đại diện cho vẻ ngoài hoàn hảo, kết hợp cùng sức mạnh trên đường đua. Tuy nhiên, từ sau suy thoái kinh tế toàn cầu vào năm 1973, tình hình kinh doanh của Lamborghini ngày càng trì trệ và trải qua nhiều đời chủ. Cuối cùng họ rơi vào tay của Audi vào năm 1998. Thông qua Audi, Volkswagen đã đưa Lamborghini phát triển mạnh mẽ như ngày nay. Bentley là nhà sản xuất ô tô hạng sang của nước Anh, được thành lập tại Anh vào năm 1919 với sự sang trọng trong từng thiết kế nhỏ. Tuy nhiên, Bentley ngay từ những năm đầu tiên đã phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt ngân sách. Ước tính trong 20 năm, hãng chỉ sản xuất được gầm và động cơ. Cuối cùng thì họ sớm trở thành người một nhà với Audi và Lamborghini vào năm 1998. Với hãng xe Bugatti nước Pháp, do ảnh hưởng của chiến tranh thế giới thứ hai, hoạt động sản xuất của công ty bị đình trệ. Sau đó công ty đã vượt qua được khủng hoảng tài chính, tái hoạt động vào cuối những năm 1950, trước khi mua lại chi nhánh sản xuất thiết bị trên máy bay trong những năm 1960. Nhưng có vẻ như các ông chủ của Volkswagen là những người đam mê tốc độ và đã thu nạp Bugatti từ năm 2000. Trong số những vụ thâu tóm, việc mua bán qua lại giữa Volkswagen và Porsche được xem là thương vụ phức tạp và bất ngờ nhất trong lịch sử ngành công nghiệp ô tô. Ai cũng biết rằng Porsche là một thương hiệu thuộc sở hữu của Volkswagen. Có điều ít ai ngờ được rằng Volkswagen đã từng thuộc về Porsche vào năm 2008 sau khi bị hãng xe này mua lại 51% cổ phần. Porsche đặt tham vọng sẽ thâu tóm hầu hết cổ phần của Volkswagen, thế nhưng cuộc khủng hoảng tài chính thế giới diễn ra ngay sau đó đã khiến cho tình thế hoàn toàn thay đổi. Kết quả kinh doanh yếu kém đã khiến cho Porsche phải cậy nhờ sự giúp đỡ của Volkswagen và bán tới 49,9% cổ phần cho thương hiệu mình đã từng sở hữu. Đến năm 2012, Volkswagen đã hoàn thành việc mua đốt hơn 50% cổ phần còn lại và biến Porsche trở thành một trong những thương hiệu thuộc sở hữu của mình. Tổng số tiền mà Volkswagen phải chi cho hai lần chuyển nhượng ước tính là 8,4 tỷ USD. Bê bối gian lận khí thải bao trùm nước Đức. Năm 2015, Volkswagen chính phải vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử xe hơi nước Đức. Vụ việc xảy ra khi cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ EPA phanh phui gian lận của Volkswagen khi hãng này thiết kế ra một phần mềm để đánh lừa các biện pháp đo lường khí thải trên các dòng xe chạy dầu diesel của mình. Qua kiểm tra, EPA cho biết những chiếc xe sử dụng nhiên liệu diesel của Volkswagen và Audi sử dụng một phần mềm đặc biệt giúp cho các xe này bật hết công suất hệ thống kiểm soát khí thải mỗi khi bị kiểm tra và tự động tắt đi khi xe chạy trong điều kiện bình thường. Do vậy, xe sẽ phải thải ra liều lượng khí thải cao hơn từ 10 đến 40 lần mức cho phép theo quy định khi chạy ở điều kiện bình thường. Khi vụ việc này vỡ lở, ngày 20 tháng 9 năm 2015, Martin Winterkorn, giám đốc điều hành thương hiệu Volkswagen, đã phải trực tiếp đứng ra xin lỗi khi hãng này vi phạm các quy định của cơ quan quản lý và làm mất lòng tin của nhiều khách hàng. Martin Winterkorn cũng đã phải trả giá cho scandal này khi ông buộc phải từ chức vào ngày 23 tháng 9 năm 2015. Nhiều nhà phân tích kinh tế cho rằng tác động của vụ bê bối này sẽ khiến nền kinh tế của nước Đức, vốn được xem là nền kinh tế mạnh trong cộng đồng châu Âu, có thể sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sự việc của Volkswagen có thể là mối đe dọa và trở thành nhược điểm đối với nền kinh tế Đức, thậm chí có thể khiến cho nền kinh tế này khủng hoảng. Cơ quan bảo vệ môi trường cho biết hãng này đối mặt với án phạt là 18 tỷ USD, nhiều hơn so với toàn bộ lợi nhuận mà hãng này đạt được trong toàn bộ năm 2014. Ngày 29 tháng 9 năm 2017, Volkswagen thông báo sẽ chi thêm 2,5 tỷ euro, tương đương 2,96 tỷ USD, để dàn xếp các cáo buộc liên quan tới vụ bê bối này. Trước đó một năm, Volkswagen đã đồng ý mua lại hoặc sửa chữa miễn phí gần 500.000 xe chạy động cơ diesel dung tích 2 lít tại Mỹ, trang bị phần mềm gian lận khí thải. Sau đó hãng này tiếp tục đưa ra thỏa thuận tương tự liên quan tới hơn 80.000 xe dung tích 3 lít. Đầu tháng 8 năm 2017, giám đốc điều hành của Volkswagen Oliver Smith đã nhận tội tại tòa án khu vực Detroit, Hoa Kỳ. Khai tử con bò, thay logo sau scandal dậy sóng. Năm 2019, chiếc Volkswagen Beetle cuối cùng đã được xuất xưởng tại Mexico, đánh dấu sự kết thúc cho một huyền thoại của thế giới xe hơi. Tháng 7 năm 2019, Volkswagen thông báo chỉ trong vài tháng nữa, họ sẽ vén màn mẫu xe mới mang tầm nhìn tương lai, chiếc ID.3 chạy bằng điện, đánh dấu một chương mới trong lịch sử công ty sau hai biểu tượng Beetle và Golf. ID.3 có kiểu dáng thể thao tương tự dòng Golf, nhưng mang đường nét độc đáo hơn.
Volkswagen đã nhận được 20.000 đơn đặt hàng cho chiếc hatchback chạy điện, và con số này hoàn toàn vượt mọi mong đợi của công ty. Volkswagen ID.3 sẽ đi vào sản xuất vào cuối năm 2019, thời điểm bàn giao xe là vào năm 2020, hứa hẹn viết tiếp huyền thoại của những mẫu xe tiền nhiệm. Chữ ID là viết tắt của từ Intelligent Design, với mong muốn làm được một cuộc cách mạng trong kỷ nguyên mới của ô tô. Song song với việc giới thiệu những sản phẩm mới, Volkswagen cũng quyết tâm thay mẫu với phương châm Volkswagen mới bằng việc thay đổi hình ảnh thương hiệu, trong hoài cổ và đơn giản hơn. Logo mới của Volkswagen có thiết kế 2D dẹt, nhìn thoáng hơn, chỉ giữ lại những chi tiết căn bản. Volkswagen cũng cho biết, logo mới này có độ linh hoạt cao và được thiết kế với ý tưởng ứng dụng kỹ thuật số. Theo đó, logo gắn trên các xe trong tương lai sẽ phát sáng. Việc thay đổi logo đã được Volkswagen áp dụng ngay từ tối ngày 9 tháng 9 năm 2019 tại trụ sở của tập đoàn ở Wolfsburg, nước Đức. Sẽ phải mất một thời gian để thay hết logo vì Volkswagen hiện có mặt ở 154 quốc gia và vùng lãnh thổ. Như vậy, nhà sản xuất ô tô Đức sẽ phải thay gần 70.000 logo trên thế giới, trong đó có logo ở gần 10.000 đại lý và trung tâm dịch vụ. Volkswagen cũng lần đầu tiên giới thiệu logo bằng âm thanh. Công ty cho biết đây sẽ là sự khác biệt của thương hiệu. Nhà thiết kế chính của Volkswagen, người đóng vai trò then chốt trong việc phát triển logo mới cho biết: "Chúng tôi đã tạo ra một nền tảng giao tiếp đẳng cấp cho sự ra đời của xe chạy điện." Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên lại nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.